Ngày 28 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết vừa nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng khi tham gia nhóm hẹn hò, câu lạc bộ Mỹ Nhân Love trên Telegram. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận phần hoa hồng từ việc nạp tiền. Sau khi kích hoạt thẻ thành công, các đối tượng lấy lý do báo lỗi hệ thống, yêu cầu nạn nhân liên tiếp chuyển gần 40 lần với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Do không rút được tiền, nạn nhân được giới thiệu lãnh đạo cấp trên của câu lạc bộ hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng. Tại đây, các đối tượng thông báo nộp 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền. Nạn nhân chuyển tiếp 320 triệu đồng, sau đó tiếp tục được yêu cầu chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền. Các đối tượng thông báo, nạn nhân sẽ rút được 82% tổng tiền đã nộp, nhưng phải thanh toán phí bồi thường. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, để phòng tránh, người dân cần tìm hiểu về ứng dụng hẹn hò khi muốn tham gia. Không tham gia vào các hoạt động diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng.